trên bản tấu của Bộ Công năm Tự Đức thứ 27, tức năm 1874, Hoàng đế Tự Đức đã phê về việc nghỉ lễ Tết. Từ nay về sau, đặt thành lệ rằng Tết Nguyên đán nghỉ từ 28 tháng Chạp đến mùng 8 đầu xuân mới làm việc, để binh lính thợ thuyền đều được nghỉ ngơi. Nếu có công việc khẩn cấp, không thể hoãn, thì xin riêng vẫn cho làm việc. Vậy khi xưa, đối với các bậc đế vương đứng đầu thiên hạ, chuyện thưởng Tết cho các quần thần được thực hiện như thế nào? Và hoàng đế sẽ ban ơn gì cho bề tôi nhân dịp năm mới đến? Nếu ngày nay, việc thưởng Tết thường được thực hiện sớm trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán, thì dưới triều Nguyễn vào đúng dịp Tết, các hoàng đế ban thưởng cho hoàng thân, bá quan văn võ, cũng như ban ân chiếu rộng khắp cho chúng dân. Ngày mùng 1, nhà vua ban yến thưởng Tết cho các hoàng thân, quan văn từ ngũ phẩm, võ từ tứ phẩm trở lên. Mùng 2 Tết, hoàng thượng đến làm lễ tiến tân và chiêm bái tại điện Phụng Tiên, nơi thờ các vua triều Nguyễn, ban thưởng yến tiệc và tiền vàng cho các quan văn từ lục phẩm, võ từ ngũ phẩm trở xuống. Ngày mùng 3 Tết, nhà vua lại thân đến Thái Miếu làm lễ. Ngày đó vua ban yến cho biển binh, lính thợ trấn giữ ở các đồn lũy. Dưới triều hoàng đế Gia Long, khi đất nước vừa thống nhất, đang trong tình hình bình ổn sau chiến tranh, do vậy, việc thưởng Tết cho trăm quan không được nhắc đến nhiều. Dưới triều Minh Mệnh, một văn bản của Bộ Hộ vào năm Minh Mệnh thứ 7 năm 1826 có nội dung ghi cụ thể việc ban thưởng cho quan lại nhân Tết Nguyên đán. Ngoài ra còn có các văn bản đề cập việc thăng thưởng cho những viên có công trạng hoặc người cả năm làm việc chăm chỉ, khao thưởng cho biển binh theo lệ. Nhà vua cũng ban thưởng rộng khắp chúng dân, trong các khoản vâng theo chiếu báu, để ban ơn cho quân dân vào Tết Nguyên đán. Theo ân chiếu của vua Minh Mệnh, các tỉnh trấn có người nghèo khổ, túng quẫn, cô quả, tàn tật thì quan lại phụ trách lưu tâm cấp dưỡng. Ngoài ra, vua cũng quy định, gặp Tết Nguyên đán, phạm tội công hay tư, bị cách chức hay giáng chức, nhưng chưa thi hành, đều được hưởng ân điển vừa ban. Tết Nguyên đán cũng là dịp nhà vua ân xá cho những người phạm tội. Cũng có năm, nhà vua cho dừng việc chúc Tết và ban thưởng yến vì những lý do đặc biệt. Vì biên thủy chưa yên. Vì có nhật thực và đang có dịch bệnh. Câu chuyện thưởng Tết cho thấy các vua triều Nguyễn thông qua ban thưởng ngày Tết muốn củng cố tình đoàn kết, cũng là thể hiện sự quan tâm sâu sắc cho các bậc công thần, quan lại, dân chúng, để các thần dân được đón một năm mới đầm ấm, tốt lành.